Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một tuần mới làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, từ sau Noel thì không khí trời Hà Nội cũng đã bắt đầu rét lên rất là nhiều ạ. Cụ thể là hôm nay là trời rất là rét ạ. Cho nên là bây giờ nếu như quý vị và các bạn đi một chiếc xe máy thật là xịn, thật là đắt tiền, nhưng cũng không bằng một chiếc xe ô tô rẻ tiền đâu quý vị bạn nhé. Vì đi ô tô nó vẫn ấm hơn. Cái điều đó là cái điều đương nhiên rồi quý vị bạn ạ. Hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng A. Đó chính là chiếc xe Kia Morning. Chiếc xe Kia Morning phiên bản mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị bạn đó chính là chiếc xe Kia Morning phiên bản SI số tự động quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2016, đăng ký đầu năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và lăn bánh được 29.000 km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là chuẩn đồng hồ km, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Cái điều này quý vị các bạn không tin, nếu quý vị bạn có thể check tại hãng. Nếu như tôi nói sai, tôi sẵn sàng tặng cho quý vị và các bạn cả chiếc xe này mà quý vị các bạn không phải mất tiền ạ. Vì chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về được chiều hôm thứ bảy, và hôm nay chúng tôi rửa sạch xe đem đây quay video để giới thiệu cho quý vị các bạn ạ. Chúng tôi chưa có đánh bóng, chưa có dọn dẹp gì cả, chỉ có rửa đi là đem đây quay cho quý vị các bạn. Chỉ có rửa đi đem đây quay cho quý vị và các bạn thôi ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe sau 4 năm sử dụng nhưng mà rất là mới, rất là đẹp, không có xước xát gì nhiều quý vị bạn ạ. Không phải đánh bóng đâu ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 306 triệu đồng quý vị bạn nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và nếu như quý vị và các bạn đang có nhu cầu về chiếc xe Kia Morning SI 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning phiên bản SI này ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning SI 2017 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, để tìm được một chiếc xe từ năm 2016, 2017 đến bây giờ mà mới lăn bánh được có hơn 2 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng bảo hành tại hãng thì rất là ít quý vị bạn nhé, không có nhiều đâu ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua về được chiều hôm trước và hôm nay tôi đem ra tôi quay, tôi giới thiệu cho quý vị và bạn. Mới lăn bánh được 29.000 km, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng nhé quý vị và các bạn ạ. Nhìn về bên ngoài thì quý vị các bạn thấy đấy ạ. Chiếc xe này chỉ có xước sát rất là nhỏ nhẹ thôi. Đấy, phải nhìn tinh vào thì mới thấy được những cái vết xước như này quý vị bạn này. Đấy, những cái vết xước như này thì rất là nhỏ thôi. Tôi sẽ đi tôi cho quý vị bạn xem cả một vòng quanh xe để xem được là những cái vết xước như nào nhá. Đây, rất là nhỏ nhẹ quý vị bạn này. Đấy, phải nhìn sát lại thì mới thấy được những cái vết xước này quý vị bạn ạ. Đấy, ví dụ như những cái gáo gương này nó cũng xước sát nhưng mà nó rất là ít. Chúng tôi không cần phải đánh bóng mà chúng tôi đem ra đây tôi quay tôi giới thiệu luôn cho quý vị bạn đây ạ. Vì bây giờ nếu đánh bóng đi nó cũng đỡ đi rất nhiều nhưng mà nó lại tăng thêm chi phí cho chiếc xe. Tăng thêm chi phí thì tức là cái giá thành của chiếc xe nó lại cao thêm. Đấy, đấy, nó cũng xước sát rất là nhỏ nhẹ thôi ạ. Những cái phần này thì không thể tránh khỏi được quý vị bạn nhé. Đấy, đặc biệt là những chiếc xe ở Hà Nội mà đi như vậy là không thể tránh khỏi được những vết xước như vậy đâu. Hay là những cái cánh cửa này đây ạ. Quý vị và các bạn thấy ạ, đây là những cái vết xước mà do đỗ ở trong bãi xe đấy ạ. Những cái xe bên cạnh họ mở cửa họ chạm vào này. Đấy. Đấy, cứ mỗi một ngày đỗ xe là những cái xe bên cạnh họ mở cửa, chỉ cần mạnh tay một cái là đã chạm vào xe của mình rồi. Đấy. Nhưng mà cơ bản là không có xước sát gì nhiều quý vị bạn ạ. Không xước sát gì nhiều và cũng không xước sát to, xước sát rất là nhỏ nhẹ thôi. Cho nên là chúng tôi cứ quay lên là bán thôi ạ. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Đấy là về cái vấn đề xước sát, còn lại là không có gì là va chạm gì nặng đâu quý vị bạn ạ. Rất là đẹp đây, ngay từ cái cụm đèn pha cũng rất là mới, rất là bóng quý vị bạn ạ. Đấy.
Đèn pha thì cũng đã được trang bị đèn bi và đèn led đầy đủ rồi các bạn nhé. Hệ thống đèn của chiếc xe Morning đều là led hết ạ, kể cả đằng sau. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Đèn gầm cũng được trang bị ở đèn bi quý vị bạn ạ. Đấy, đèn gầm này được trang bị đèn bi và những cái phần nhựa này rất là mới này, chưa có bị xước sát gì cả, rất là mới, rất là đẹp. Đấy, cụm đèn pha chưa có một vết xước nào cả và rất là mới, rất là bóng như thế này đấy ạ. Tại vì chiếc xe này mới lăn bánh được có hơn 20 mới lăn bánh được 29.000 km thôi, cho nên là nó rất là đẹp ạ. Về phần ngoại thất thì không có gì để bàn rồi quý vị bạn nhé, rất là mới, rất là đẹp. Đây là cái cụm đèn hậu này, cụm đèn hậu cũng còn rất là mới. Đèn hậu này là cũng là đèn led đây quý vị bạn nhé. Đây, đèn led này, giả đèn led là đèn phanh đấy ạ. Rất là mới, rất là bóng bẩy và chưa có một vết xước nào. Với 29.000 km vậy thì là cái lốp sơ cua cũng còn, lớp dàn lốp theo xe còn nguyên và còn rất là dày, lốp sơ cua chưa hạ quý vị bạn nhé. Đấy, đến lốp là 2016 này, rất là dày luôn. Đấy, hoa lốp rất là dày quý vị bạn ạ. Cả một cái dàn lốp này còn nguyên này, la răng đúc mặt phay cũng chưa có xước sát gì cả. Lốp 2016 hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, lốp 2016 cả 5 quả luôn và quả sơ cua còn mới tinh. Đấy, 2016 hết luôn quý bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2016, đăng ký đầu năm 2017 đấy. Rất là dày, đết lốp 2016 và hoa lốp thì rất là dày. Đấy, 2016 luôn quý vị bạn nhé. Đấy, hoa lốp rất là dày và chủ xe cũng đã lắp thêm cảm biến áp suất lốp rồi quý vị bạn ạ. Đấy, có cả cảm biến áp suất lốp luôn. Lốp sơ cua còn nguyên chưa hạ. Đây là cái lốp sơ cua quý vị bạn ạ. Đấy, lốp sơ cua còn nguyên chưa hạ này, bộ đồ nghề này mới tinh luôn. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Và nhìn từ phía sau này thì quý vị và các bạn thấy đấy, xe cũng đã được trang bị camera lùi bộ đôi quý vị bạn nhé. Đấy, bộ đôi camera lùi này, phiên bản Kia Morning SI. Đấy, phiên bản SI quý vị bạn nhé. Với cái mức tiêu thụ nhà sản xuất công bố đây quý vị bạn này, chiếc xe này lăn bánh là 6,4 lít cho 100 km quãng đường kết hợp và 7,8 lít cho quãng đường 100 km trong đô thị. Nếu như chạy ở đường trường thì chỉ có 5,56 lít cho 100 km thôi quý vị bạn ạ. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đấy ạ. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn. Phải nói là những chiếc xe mà chạy ít full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại thị trường thì nó không có nhiều đâu quý vị bạn ạ. Đấy, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên là tôi vẫn mở cái cánh cửa bên lái này ra cho quý vị và các bạn cùng xem đã nào. Keo chỉ là nguyên bản hết này, chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản quý vị bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên bản này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Keo chỉ nguyên bản, táp bi này rất là mới, rất là đẹp. Đấy, đây là cái táp bi cửa nhé, rất là mới luôn quý vị bạn ạ, nhìn mới tinh. Gương chiếu hậu gập điện đây này. Đấy, đây là cái cụm điều chỉnh gương chiếu hậu. Nội thất ra nguyên bản theo xe và rất là mới, rất là đẹp. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu quý vị bạn nhé. Vừa mới mua về được cái là rửa đi đem lên bán cho quý vị bạn thôi. Sàn da đây quý vị bạn này, sàn này là chủ xe làm thêm mà nó còn bụi bẩn như này đây này. Đấy, nếu dọn dẹp đi là nó sẽ sạch cơ. Chúng tôi chỉ có rửa ráy qua đi một chút thôi là chúng tôi đang bán rồi. Đó, tại vì những chiếc xe này lợi nhuận nó rất là ít, nó chỉ lãi vài triệu thôi, cho nên là chúng tôi tiết kiệm từng vài trăm nghìn. Đấy, nếu như bây giờ dọn nội thất của một chiếc xe là chúng tôi mất khoảng 1 triệu, nhưng mà chúng tôi sẽ tiết kiệm cái phần đấy để cho cái giá thành của chiếc xe nó thấp thôi quý vị bạn nhé, để đem ra bán cho nó thấp. Đây là cái đồng hồ công tơ mét chuẩn của xe đây quý vị bạn này. Đồng hồ công tơ mét chuẩn là 29.285 km quý vị bạn nhé. Đồng hồ này là chúng tôi cam kết là chuẩn, nếu sai là tôi sẵn sàng tặng lại chiếc xe này cho quý vị các bạn. Và chủ xe đã bảo hành bảo dưỡng tại
Kia luôn đấy ạ, Kia Yên Nghĩa đấy ạ, để chủ xe dưới Hà Đông và bảo hành bảo dưỡng tại Kia Yên Nghĩa. Và chủ xe vừa mới bảo dưỡng xong ở mức 29.000. Đấy, 29.000 là chủ xe vừa mới bảo dưỡng xong, cho nên bây giờ là nhắc cái lần bảo dưỡng thay dầu tiếp theo là 34.000, tức là 5.000 thay dầu một lần mà chủ xe vừa mới bảo dưỡng xong đấy quý vị bạn nhé. Đấy, chủ yếu là thay dầu thôi. Đấy, những cái này là những chiếc xe còn mới như này thì chủ yếu là thay dầu thôi quý vị các bạn ạ, chưa phải làm gì cả. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Đây là chiếc táp bi cửa sau bên lái quý vị bạn nhé, keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên hết ạ, chúng tôi cam kết chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, táp bi mới tinh, ốc bản lề của những cái cánh cửa cũng còn nguyên bản hết luôn đây quý vị bạn này. Nội thất ở hàng ghế ngồi phía sau này cũng còn rất là mới. Cái màu này nó là cái màu ghi quý vị bạn nhé, nội thất nó là màu ghi, nhìn nó vậy thôi chứ nó rất là mới đấy ạ. Đấy, cái màu ghi này nó rất là sạch sẽ quý vị bạn ạ. Quý vị bạn đi mà nhà mà có trẻ em không giữ gìn được sạch thì đi cái màu này nhé, chứ màu kem là nó sáng xe thôi nhưng mà nó lại rất là bẩn, phải giữ gìn thì nó mới đẹp. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào trong khoang nội thất của xe để xem về cái phần nội thất này. Vô lăng cần số đấy, đây là cái vô lăng của xe nhé. Xe cũng đã được trang bị vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, và còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, cái vô lăng này cho đến những cái cần số nó còn mới tinh như thế này quý vị bạn. Đây đấy, cần số còn mới tinh như vậy, chỉ có 29.000 km thôi, cho nên là nó còn rất là đẹp. Cần số, tay phanh đều rất là mới hết luôn quý vị bạn nhé. Những chiếc xe mà đẹp như thế này thì đi tìm bây giờ là hơi khó này. Đấy, điều hòa tự động, đây là điều hòa tự động này quý vị bạn nhé. Đấy, điều hòa auto này. Đấy, điều hòa là auto này. Để tôi tạm thời tắt đi cái đã, để cho tôi quay cho nó mở cửa ra mở cửa vào, nó đỡ ảnh hưởng. Đây là cái đầu DVD có cả màn hình rồi quý vị bạn nhé, màn hình tích hợp camera lùi. Đấy, cắm thẻ nhớ này. Đấy, rồi thì cái đây là cái cảm biến áp suất lốp mà chủ xe lắp thêm này này, cảm biến áp suất lốp này quý vị bạn nhé. Đấy, cái bộ phận này lắp thêm thôi chứ xe không có cảm biến áp suất lốp. Và cái táp lô thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, chủ xe rất là cẩn thận này, đã bọc cái táp lô này, phủ lên một cái tấm bọc táp lô này, cho nên bỏ ra là nó mới tinh luôn. Ở bên dưới mới lắm ạ. Đấy, ở bên dưới này rất là mới này. Vì là nhiều người mua xe xong là sẽ sợ là để cái táp lô này nó hay bị nóng, nó hấp nóng từ cái kính lái xuống, cho nên là người ta rất là cẩn thận, người ta đã bọc cái này rồi, cho nên là nó rất là mới. Đó, trần cũng rất là sạch sẽ luôn quý vị các bạn nhé. Đây là cái phần trần này, trần này, những cái phần nỉ trần này, những cái phần nhựa này còn mới tinh luôn quý vị bạn ạ. Đấy, chủ xe đi rất là giữ gìn. Giữ gìn là một chuyện, nhưng mà đây là do đi ít quý vị bạn ạ, đi ít cho nên là nó mới còn mới còn đẹp như này đấy ạ. Và chứ chạy nhiều rồi thì nó sẽ không mới không đẹp được như này nữa đâu. Cẩn thận mấy mà chạy nhiều thì cũng không còn mới còn đẹp được như thế này nữa quý vị bạn ạ. Đây là do đi ít là chính thôi. Rất là mới. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa sau, cốp sau đây ạ, cho quý vị bạn cùng xem này. Ốc cốp sau cũng còn nguyên bản hết này, keo chỉ cũng còn nguyên luôn. Ốc cốp sau này, keo chỉ còn nguyên hết luôn này. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu ạ. Đấy, những cái này nó bẩn đấy quý vị bạn nhé. Bây giờ mà chúng tôi mà đem chiếc xe đi dọn là sẽ đánh sạch sẽ những cái này đi thì nó không khác gì một chiếc xe mới. Đấy, do chưa có dọn dẹp gì cả cho nên là nó mới bẩn như này đấy. Ốc cụm đèn cũng còn nguyên hết đấy. Còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ quý vị bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết này. Đấy, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Ốc bản lề này rất là mới luôn. Nội thất rất là đẹp quý vị bạn ạ, không thể chê vào đâu được.
đây là cái táp bi cửa trước bên phụ quý vị bạn nhá. Keo chỉ cũng còn nguyên luôn này. Đấy. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Ốc bản lề còn nguyên hết luôn. Đấy, ốc bản lề của cái cửa sau đây quý vị bạn ạ. Nhìn nó chỉ hơi bẩn một chút thôi là do chưa có dọn dẹp gì cả, chứ nó còn rất là mới đấy, rất là đẹp đấy. Nó đang được phủ một lớp bụi. Đấy, ghế da này, ghế da cũng còn nguyên bản hết luôn ạ, chưa có nhăn nheo gì cả đây. Nếu như ngồi nhiều thì những cái này nó sẽ bị xẹp. Nội thất rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Cần số này, mới tinh. Tay phanh cũng rất là mới này. Vô lăng cũng rất là mới, rất là đẹp luôn đấy. Đảm bảo với quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu thì đến xem chiếc xe này thì ưng luôn. Tôi đi mua tôi còn ưng luôn, chấp nhận là giá nó hơi cứng một chút nhưng tôi vẫn mua vì là thích cái sự đẹp của chiếc xe. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp và nội thất cũng rất là mới rồi. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bạn về cái phần động cơ của chiếc xe. Trước tiên thì tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo này. Đây là cái ốc cabo nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Đó. Ốc cabo nguyên bản, keo chỉ nguyên bản hết này. Đấy, cam kết là nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đây là cái ốc cabo này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn. Keo chỉ nguyên hết luôn đấy. Đấy. Chiếc xe này thì nhìn vào đây thì quý bạn thấy được luôn này, nó rất là dễ nhìn. Nếu bị đâm đụng hay là bị va chạm gì cái là nhìn là thấy luôn ạ. Làm cũng không hết được ạ. Đấy. Và động cơ đây quý bạn nhé. Chúng tôi đang nổ mà nó rất là êm. Động cơ đang nổ mà rất là êm như thế này đây ạ. Đấy. Từ những cái ốc mặt máy này cho đến ốc chân máy này. Đây là ốc mặt máy đây quý vị bạn này. Còn nguyên bản hết này. Tất cả các con ốc ở đây đều còn nguyên bản hết này. Ốc chân máy này cũng còn nguyên bản hết. Đấy. Chỉ có mỗi cái ắc quy là mới thay, là do vừa rồi dịch để lâu 2 tháng không đi, cho nên là cái ắc quy là chủ xe đã thay rồi quý vị bạn nhé. Sau 2 tháng không đi thì cái ắc quy này là nó yếu cho nên là chủ xe phải thay. Đấy. Động cơ chưa có dọn dẹp gì mà nó đã đẹp như thế này rồi. Nổ thì rất là êm. Máy không có rung gì cả đây quý vị bạn nhé. Đấy. Đây về cái phần động cơ. Động cơ rất là đẹp rồi. Phải nói là đi tìm được những chiếc xe mà nó còn mới, còn đẹp như thế này thì không có nhiều đâu quý vị bạn nhé. Đấy. Chưa có dọn dẹp gì cả mà cái động cơ nó đã mới như này rồi quý vị bạn đây. Bẩn một chút thôi. Đánh thì cái là nó sạch sẽ ngay, nhưng mà chúng tôi không sẽ không dọn dẹp gì cả để cho nó nguyên bản đấy. Với cái động cơ này thì không nên phí tiền vào cái phần dọn dẹp nữa vì nó rất là đẹp rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning SE 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 306 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Thank you.